Xin chào tất cả các bạn, mình là Cần Bạn Giang. Thì các bạn, hiện tại con xe Suzuki này nè, nó đang trong cái tình trạng á các bạn, nó đang trong tình trạng là khách hàng bảo á, đề nó ha, đề nó nó đề nó chậm nổ, giống như bị dính cục đề hay là dính cái gì á, nó khách hàng lại nói kiểu như vậy các bạn. Đó, nhưng mà cái xe này á, mình biết được là khách hàng đã làm nhiều nơi rồi nhưng mà không hết bệnh. Đó, khi mà mang lại tiệm mình á thì khách hàng cũng không tin tưởng luôn. Mình nói thẳng là xe mang lại tiệm mình, tin mình thì để mình làm, mà mình nói thẳng với khách hàng luôn mà, chứ không chỉ riêng là mình nói trên cái video cái này. Đó, thì mình nói chiếc xe này nè, mình cũng chả biết, mình chưa kiểm tra mà. Chứ tại khách hàng này á, là nói chuyện kiểu không tin tưởng mình, thì mình nói thẳng mình cũng không muốn nhận xe, nhưng mà do khách hàng để xe lại thì mình làm. Đó, thứ nhất là mình chưa kiểm tra cái xe luôn. Đó, mà mình bây giờ mình tháo ra nè, mình mở ra thì cái này nó không có dính bạn, cái giờ tức là xe chế độ nè, mình sẽ mở khóa này các bạn xem, bạn thấy không, lo không, là mình biết cái xe này đã có nhiều khách hàng làm rồi, có nhiều thợ làm rồi, chứ không phải là mình để tìm mình đâu, cho nên lại mang của mình thì lại không tin tưởng nó, mà nói chuyện theo kiểu giống như gian như là biết này biết kia vậy, là mình không có muốn nhận xe này nó, mà cuối cuộc để lại mình làm thì mình sẽ nhận thôi. Thì sau đây mở khóa cho bạn xem, mở cháy ông nồi mình đề này. Các bạn thấy không, đề một phát luôn nè, nó giật nè, nó giật cái bình. Nhưng mà bảo đảm là khách hàng á, cứ nghĩ là cái xe này á, nó bị vấn đề, nói chung là nói mình không hiểu, nói kiểu mà giống như mình biết chứ, nó nói là hư này hư kia, nhưng mà nói là mình thật sự là chưa biết cái xe này. Mình nói xe thì nói là chất sáng đề thì nó sẽ chậm nổ, hoặc là đề nó chậm nổ, thì mình cứ nghĩ là dàn lửa hoặc là bị xăng thôi. Nhưng mà sau khi lại thì mình tháo ra là mình thấy hiện tượng này á, các bạn thấy không, bóp thì nó đã giật cái bình nè, nó đã giật cái bình ha. Thì các bạn thấy cái bình nè, cái bình này mới thay, mới chét luôn, tại vì xe chở đồ, các bạn thấy vậy. Nhưng mà mình tháo cái bình ra thì mình bắt được cái bình nó nè các bạn. Các bạn thấy cái bình nó nóng không, nó nóng dữ dằn, nó nóng, là nguyên nhân là ở đây là do chiếc xe này nó đã hư sạc, nó đã sai sạc lô hay gì nữa các bạn, nó thay sạc lô, cho nên các bạn thay cái bình vô nó sẽ hư cái bình liên tục. Nó hư bình hoài mà khách hàng không nghĩ là do là bị cái bình đó, mà cứ nghĩ là cái vấn đề gì không nè. Sau đây mình sẽ đút lấy cái thiết bị sao mà test cho bạn xem nè ha. Đối với những trường hợp này các bạn rất là khó bệnh nha đó, tại vì cái bình này khi các bạn bóp càng là ton luôn đó. Thì mình cũng kẹp nè, mình test cho bạn xem nè. Mà khi các bạn ví dụ như các bạn không có thiết bị này nè, các bạn không có thiết bị này, các bạn lấy đồng hồ đo quên ra là các bạn chết chắc liền. Đây, nếu mà các bạn không có cái đồng hồ này, các bạn dùng cái đồng hồ đo quên, thì các bạn dùng cái đồng hồ đo quên này nè, các bạn gắn vô đây thì điện nó sẽ là 12 quên mấy nè. Thì các bạn nghĩ là cái bình này là không hư, cái bình này là ok, mình test cho bạn thôi nè. Đó, các bạn thấy nó tụt áp không, đó, nó tụt áp như vậy thì cái bình làm sao mà đầy nổi. Các bạn buông ra nó chả về liền nè, các bạn thấy nó chả từ không, đó, các bạn thấy không, các bạn thấy chả từ đó. Ở cái hiện tượng này khi mà mang là tiệm khác rồi, mình biết mang là rất là nhiều tiệm luôn, nhưng mà người ta kiểm tra xong á là người ta không nghĩ là nó bị hư cái bình, các bạn thấy không. Nó và khi mà thay cái bình mới vô thì người ta cũng không tin luôn, tại vì cái xe của này là xe bảo đảm các bạn nè, cái xe này là mới thay bình, cái bình mới chét luôn đó, các bạn thấy lợi hại không đó. Thì chiếc xe này á, trước tiên á là khi mà các bạn trước tiên là báo với khách hàng là thay bình vô, thử bình xong rồi các bạn đo sạc, bạn kiểm tra dàn sạc, thấy xe này đã hư sạc nó bảo đảm luôn. Nó sau khi mà ok rồi thì lúc đó mình mới kiểm tra là nếu mình nổ thì ok, còn nếu nó chậm nổ thì bạn kiểm tra là bình xăng đó, bình xăng con, nó bị bình xăng con là nó chậm nổ, và lỗi khi lâu ngày quá thì xe này nó chỉ dơ quá, nó bị chạm. Còn hiện tượng các bạn thấy không, đối với những hiện tượng này còn khó bắt bệnh, các bạn thấy không, buông ra là chở về 12 volt liền, 12 volt mấy luôn, 13 volt tức là cái bệnh đầy điện liền. Nhưng khi bạn tải nè, bạn tải là bằng đề tuột áp nè, đó, những cái bệnh này á là những điểm khác đã chạy rồi nè các bạn, chứ không phải là đơn giản rồi. Các bạn thấy cái bệnh nó đơn giản vậy đó, nhưng mà có nhiều của chú anh chị á là xử lý không đúng nè. Đó, đã mang ra nhiều điểm khác rồi là bị tình trạng này hoài, cho nên mới mang ra tìm mình thôi. Nó mang ra tìm mình thì nói cái kiểu giống như là cái gì cũng biết chừng đó, các bạn thấy không. Rồi các bạn, thì video mình đến đây là kết thúc ha. Các bạn xem, để nếu mà mình nói báo khách hàng, nếu khách hàng đã đồng ý vô thay thì mình sẽ quay video kế tiếp cho các bạn ha. Các bạn sẽ video kế tiếp ha. Còn video này thì đến đây kết thúc. Cách kiểm tra là như vậy đó các bạn, khi đó có những trường hợp xe nó bị vấn đề như vậy đó ha. Rồi, mình là Cần Bạn Giang ha. Video của mình đây là kết thúc. Nếu bạn xem video mình thấy ok thì nhớ một like và đăng ký kênh nhé. Các bạn là các bạn.